quảng cáo. Đồ bậy, cái đâu rồi? Ủa tự nhiên cái đó đâu mất tiêu rồi. Thế không, nó đợi tôi bấm bấm camera lên cái là bắt đầu nó coi cái khác coi được không? Chị khoan khoan, cái đây 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 đây, bấm vô này nè. Rồi. Đó, này này mà mở lên nha. Chị ăn không? Đau bụng. Ngồi đây coi. Ngồi đây ngồi coi kìa. Bả nước nước miếng. Kiểu cô vô nước nước miếng. Cô chú coi chay nè. Chay coi ASMR. Chay ngồi chay nước 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 miếng. Quay à, quay mặt coi nha. Ăn không? Thèm không? Thèm không? Ngưỡng cái miệng. Cái miệng. Cái miệng còn đưa lên đưa xuống nữa. Ăn không? Ăn đâu? Xin ơi, con xin cô cho con miếng. Oh my god. Cái đó là cô đó đang ăn đó đó. Thèm không? Thèm không vậy? Thèm không? Đó, dạ hả? Dạ. Nó nhìn đúng cái cây bà đó mà bỏ giữa miệng. Ủa mình là YouTuber mà sao kỳ vậy hả? Mà mình thấy ta ăn người ta thì mình thèm là sao? Hả? Để đâu được rồi, để đó được rồi, dựng vô đi con, dựng vô cho dễ coi đi con. Rồi nuốt nước miếng đi, nuốt nước miếng đi. Nuốt nước miếng. Kìa nuốt nước miếng thiệt luôn á. Ngày mai mẹ mua về mẹ làm con ăn nha. Dạ đi. Rồi không coi này nữa hả? Thèm quá không coi nữa hả? Would you like some cereal, sweetheart? Say please. Say please. Rồi, please. Rồi, bốn con nè. Rồi, ăn đây con. Nó ghiền cereal, nó nghe cái chỉ cần nghe cái âm thanh của cereal thôi là nó. Honey, you want some cereal? No, thank you. Are you sure? Yeah. It's great dessert. What do you mean dessert? I just brushed my teeth. Oh, did you? I put her shoes on the bottom or middle shelf because. Oh, no wonder she wrapped it. I have. Yeah, because she was climbing up there to grab those, and that's not anchored out. Mm-hmm. Good job. So I'm being a good daddy. Ngon hay không? Ngon không? Ngon không? Đó. Cô chú con ăn cereal kìa. Nó ăn like a boss. Like a boss. Here, I'm gonna have another bowl. So how's everything going on? Anything new happen? No. Ngon không? Vui không? Vui không? Hồi nãy mới coi cái cô kia ăn. Ủa, tôi mời cầm chay à. Hồi nãy mới coi cô kia ăn ASMR xong giờ con thấy con ăn con mãn nguyện chưa? ASMR, you're yeah. Trying to do? JD is doing all ASMR. All people love it, I think. Because JD's always quiet. She was watching somebody eating ASMR. Oh, was she? Is she going to be an ASMR girl? Is that what you're going to be, JD? Yeah. Yeah. Here, babe. Oh, okay. Try this one. No. I brushed my teeth already. Mm-hmm.
ăn đây con, ăn cho cô chú coi đi. Ngồi xuống, con ngồi xuống con ăn, cô chú mới thấy chứ con đứng lên vậy ăn sao cô chú thấy. Ngồi xuống đi. Yeah, I'll be home midday. Hmm? Tomorrow, I'm going to take JD in the morning. We're going to cruise up and down Woodward when the traffic's light. And come back home. Let's take a nap. Clean up the room. Trời ơi, khói ăn cereal kìa, thấy thương ha. Rồi, cô chú biết cereal là gì không? Cô chú chắc không biết cereal là gì, là một cái loại bánh mà cái bánh mà ngọt ngọt và khô khô á, cái mình chế sữa mình vô mình ăn đó cô chú, là cái bánh đó gọi là cereal đó, là bánh đó của Mỹ đó cô chú. Nói chuyện tôi không hiểu nói vụ gì vô vụ gì. Ngon không? Ngon không? Trời ơi, có ăn kìa, cô chú thấy chưa? Có, ăn cho cô chú coi đi. Đó, con múc ăn kìa, nè. Trời ơi, rớt là lụm vô nè cô chú, thấy không? Thương dễ sợ không? Trời ơi, cái để đầu tóc này để đó, đó. Thấy chưa, lọc rớt hết cái này tới cái nọ. Thôi con ăn đi, con ăn cái trong tô con đi con. Is it too much cereal, Jay? Do you want more milk? No, con ăn trong tô con đi, con ăn trong tô con đi. Can she have a napkin, please? Of course, honey. Here you go. Rồi, con ăn dơ là con chùi napkin nha con. Rồi, con chùi miệng con đâu nha. Oh, you got it on your shirt. Oh my God, JD. Ngon không? Rồi chui nè, nắp kiên con nè. Chui đi, chui miệng luôn. Sẵn chui miệng luôn con. Chui miệng đi con. Chui miệng đi con. Con chui miệng con đi. Đó. Trời ơi, nay nay là cái đầu tóc mà ấy là phớt qua vậy nè, y như là tóc gió thâu bay vậy, trong chiều mưa vậy đó. Trời ơi, ăn kìa, ăn một cách tha thiết. Rồi cho ba ăn hả? Ba mới ăn rồi con. Cảm ơn con nha. Ba mẹ cảm ơn lòng tốt của con gái nha. No, thank you. But thank you. Trời ơi, con lụm ăn kìa. Trời ơi, con vui vẻ chưa? Trời, tự biết ăn rồi đó. Tự hào, mẹ tự hào về con đó. Thôi đừng. Vậy là mẹ hết tự hào You're rồi đó con. You're making a mess. Mẹ con làm vậy là mẹ hết tự hào rồi. Trời đất ơi, thôi đừng. You're making a mess. Yeah. Ủa, tính vô quay chay ngủ cho cô chú coi mà ai ngờ nó dậy rồi nó nằm kìa. Rồi cô chú coi cái chỗ nó ngủ như mương độn không? Đây nè. Ủa, vậy hả? Ủa, cho mẹ hả? Mẹ cảm ơn con nha. Con bồng mặt bồng con ra hả? Ẩm em nha. Không có hóp. Mình mới nụ đậy sao mình hóp được. Ủa, bồng rụt ràng. Ràng ơi. Hello cô chú đi. Ràng hello cô chú. Mẹ cũng vậy con, hello cô chú. Ô trời ơi, nằm vậy đó, mẹ chết, nằm xuống. Ngã vai vô, ngã đầu vô vai mẹ đi. Ngã đầu vô, nằm xuống. Ngã đầu vô vai mẹ đi. Trời ơi, thương ghê chưa, nhìn cô chú nè. Thấy vô cô chú đi. Thấy vô cô chú cái cây. Đúng rồi, giỏi quá. Ôi đàn ơi. Mẹ vừa cầm cái camera vô là chay dậy luôn á cô chú ơi. Trời ơi, sao, ngủ ngon không? Con ra mặt à. Cái mặt ngái ngủ của chay nè cô chú. Con có thương mẹ không? Có không? Có thương. Ăn ngủ hoài. Ôi thương chưa. Đó, nằm xuống. Ôi được, chuyển chỗ. Chuyển chỗ. Càng ngủ nào ngon. Bữa nay mẹ về sớm với con á hả? Hả? Mẹ dung trướng mà mẹ được mày về sớm hết 2 tiếng đồng hồ luôn á cô chú ơi. Qua bà cố bà không em? Máy
có mẹ nó nhìn. Trời ơi, có mặt. Có mẹ nó nhà nó nhìn bà cố giống như cạc thù vậy. Có mặt nè. Mới là sao kê. Nó mặc cái che. Không, nó tự gỡ đám dấu qua đường con. Nó tự mà em bây giờ con lại con mở cửa cho Lucky vô đi. Lucky đang đứng chờ con kìa. Con lại con mở cửa cho Lucky vô nha. Không. Người ta mới ngủ dậy mà sai người ta nhiều quá. Người ta ngủ dậy giống như mẹ với lại cô dì Út vậy hả? Hả, người ta ngủ dậy phải cho người ta nằm chút đã. Mắt đái cũng phải từ từ đái, hả không? Hả không? Bởi vậy mẹ con kiếm được bà gì cũng giống nhau cũng vui vẻ, công nhận ở đâu mà hay thiệt hết á. Ông trời cũng sắp đặt sẵn cho hai đứa. Nói cho Âu, ở đời thì Âu cái chung cái gì đó, Âu là cũng là cái duyên bà hai à. Thì đó cũng là cái duyên mới gặp nhau. Cái duyên, cái duyên cái số đó bà hai à. Ôi trời 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 trời. Đang trên đường về Mỹ đó bà hai. Người đẹp á, đang trên đường về Mỹ đó. Ủa nhà đường đẹp đúng ở đâu? Đang người đẹp là bữa giờ ở đảo. À đảo nào nghe? Ở đảo, ở cái đảo nào gọi tên là Bà Bay đồ. Cũng là ở bên Mỹ luôn. No, cái đó là ở bên Caribbean. À dạ, trời dạ. Chắc đảo đẹp lắm. Cũng ai biết nó cũng bình thường. Mà ở bên 8 tháng rồi đó. Ở bên 8 tháng rồi. Để đi học á. À cũng đi học. Ừ. Chào. À, bảy giờ không chào nó cũng qua bên đó luôn bà hai. Rồi mai mốt qua đang chào nó qua không chưa biết bà hai. Đôi dép mang dưới rồi còn đem cầm đôi dép trên tay chi nữa, bỏ dép xuống, bỏ dép xuống rồi ở nó mang dép rồi mà nó cũng không biết là nó có mang dép chưa nữa đó. Cô chú thấy chơi cái đầm bảy màu y như là đi xiếc không, chơi chuẩn bị đi mua lửa cô chú ơi. Cải lương, chay là trời ơi, chay là con của đoàn cải lương. Cải lương gì ta? Không, còn cải lương gia đình chị ba. Không, gia đình chị ba. Đó, thấy chưa? Cái này là giống như mua lửa rồi xong rồi cái xiết rắn đâu này kia nè. Bà sẽ xiết chung với bé Na. Nên là phải. Bà ngồi ngoài đây mà con đồ vô trong đó làm gì? Con đồ vô để con lên bàn con ghi phải không? Con vẽ phải không? Come here. Trời ơi nhìn cái đầm là muốn hả? À, trời mưa liền. Biết sao? Mưa mới có bảy sắc cầu vồng. Nhìn cái đầm là muốn trời mưa liền. Trời ơi, bà hai mới đứng bà nói cái đầm xấu muốn chết mà tròn nhỏ mặt coi được không? Cái đầm người ta mặc đẹp như vậy đó. Nhìn giống diễn viên siết như vậy đó mà bà cô nói xấu. Vẽ nữa. Ăn người cuộc đời cứ vẽ miết rồi đó. Thấy chưa? Hai bà cháu tình cảm chưa? Con hỏi bà. À, cái đó là cũng là bà cô mà bà hai bà nói bà cô Mỹ cô chay đó. Grandpa. Mẹ hả? Trời ơi, mẹ đâu giờ chỉ kìa. JD, where's Dolores? Who's Dolores? Hả? Bà Dolores đâu chay? Yeah, she's super busy girl. Dễ mà cũng có hốt hoảng nữa. Rồi bao cát lấy tờ cát lấy cát đổi trời ơi coi con dễ à, coi nhỏ dễ à, coi khoanh tay kìa nó cưng không. Ham học, cô bé ham học nhất nước Mỹ. Ngoài chuyện biết làm vlog ra chay còn biết vẽ nữa cô chú. Trời ơi thấy không cảm xúc đó. Yeah. Đó là cảm xúc thật sự của em ấy đó. Chay đang thấy một con hổ. Ở trong cái tờ báo. Chay lấy cái cây bút á, chay khoanh tròn cái mắt con hổ lại. Chay kêu wow.
Mẹ con không hiểu ý có cái ý của Jay là ý gì nữa. Bubble đâu? Fingernail polish like mama do. Yeah, you want to polish your nails? Say please. Say I don't know. You want to polish your nails? Say I don't know. I don't like looking. Yeah. Tưởng tượng tới cái nỗi mà cái cảnh mà Jay đi học lớp 1 nhưng mà Jay ngồi Jay học bài gì chịu sao nổi với Jay biết khoanh tay lại rồi cái để cái tay ấy rồi ngã cái càm xuống cái là biết cái tướng học cho mấy đứa gì không cho mấy đứa làm biếng á ngồi không chịu ngồi mà thẳng lưng không chịu thẳng lưng nó muốn dựa cái càm vô cái tay lại chơi là những đứa mà đại làm biếng á. Lucky đi con. Say hi Lucky đi. Trời ơi. Jay với Lucky bữa nay là có thể phân biệt được rồi. Lucky sợ con đó. Nó thấy con mặt nhiều màu quá nó sợ đó con. Ờ. Cái đó là đúng cái gu của mẹ luôn á. Cái gu này của con nè. Con mà thấy màu là không phải lắm. Bữa nào mày quất cho Jay một bộ đồ màu cam nữa là cái đó là đúng là bữa nào hai mẹ con mình ha mỗi người một cái bộ đồ màu cam. Đi ra là khỏi ai sợ lạc hết á. Cái gì? I love you. Đó. À, chơi với Lucky đi. Đi, chơi Lucky đi. Hôm nay trời cũng mát chứ không tới nỗi mà quá nóng. Giờ thấy không? Nó thấy bà ngồi ngoài đó là bắt đầu ra nó bà tám với bà nữa đó. Giờ nó leo lên nó chơi nữa nè, vẽ nữa nè. À bây giờ chơi vẽ rồi mà mẹ xuất khẩu thành thơ nè. Thanh xuân như một tách trà. Chơi ngồi chơi vẽ hết bà thanh xuân. Dễ không? Hôm nay là cô chú ơi, hôm nay là thời tiết đã quay trở lại bình yên. Cô chú thấy em bé mang đôi giày màu cam không? Trời ơi mẹ ngưỡng mộ em bé quá. Mẹ thích đôi giày màu cam nó lắm luôn á. See Lucky. Lucky kìa. Đó, coi kìa, coi sải bước kìa. Coi kìa. Đó, coi kìa, có mặt kìa. Mang đôi giày màu cam này đi là không sợ lạc luôn chứ phải. Bởi vậy mẹ suy nghĩ về cái mà không bao giờ lạc con đó nên mẹ phải mua cho con đôi giày màu cam để mẹ có thể tìm thấy con giữa đám đông người. Hi sweetheart. You ready DJ? Em bé có em bé và đôi giày màu cam. Em bé DJ. À, đi xe. Sải bước. À, dữ chưa? Wow, quá sải bước luôn. Đi đi chay. Luna bữa nay cô chú không có thấy sớm mình rồi. Con bây giờ con đi cho cô chú thấy sớm mình sau bao nhiêu ngày có thay đổi gì không? Rồi nhớ đi kiếm bà Dolores nữa đó. Đó nó nghe nhạc á cô chú. Nó nghe nhạc nó đứng hình 5 giây á. Dolores đóng cửa là không có nhà đó con. Con. Không có ai ở nhà hết á. No, yeah. Đi lâu rồi sống có nhà con. Thôi đi đi con. Đi con. Trời ơi con, trời ơi, nhìn xuống đôi giày màu cam này tôi chịu không nổi à. Bà ngoại thấy Jay mang đôi giày đẹp không ngoại? Rồi chụp hình nha, ngồi thẳng chụp hình nha. Chéo chân qua, chéo chân lên. Gác chân lên. Ơi, đừng. Dơ quá trời, dơ luôn á. Cái gì vậy? Hàng ếch á hả? Ừ, sao? Cái gì? Chạy đi, what color is your shoes? What color is that? Nó nhìn xuống đó, mà không trả lời đi luôn đó. Đi đâu á, xe?